Còn bây giờ, xin mời quý khán giả sẽ đến với những tin tức showbiz nổi bật nhất trong ngày. Quang Linh được người đặc biệt ghé thăm, Thùy Tiên có hành động khiến anh muốn về Việt Nam ngay và luôn. Mới đây trên trang cá nhân, Quang Linh Vlog vừa thông báo được một nhân vật đặc biệt ghé thăm, đó chính là Đại sứ quán Việt Nam tại Angola. Cụ thể đăng tải loạt hình Đại sứ quán Việt Nam và người dân, nam YouTuber viết: Xin chân thành cảm ơn Đại sứ quán Việt Nam tại Angola và công dân Việt Nam là thành viên của cộng đồng người Việt Nam tại Angola đã dành chút thời gian về thăm hỏi và gửi tặng người dân bạn món quà vô cùng ý nghĩa và thiết thực nhân dịp chào đón năm mới 2023. Thay mặt người dân, anh em Teo Châu Phi gửi lời cảm ơn đến Đại sứ quán Việt Nam tại Angola và có lời động viên, cảm ơn anh Bình, anh Hoan, anh Việt. Chúc cả đoàn thật nhiều sức khỏe. Ngay khi xuất hiện những khoảnh khắc này, nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Ai nấy đều để lại bình luận động viên Quang Linh và Tem Châu Phi. Những giá trị mà mọi người mang đến cho người dân nghèo Angola đã có sức lan tỏa vô cùng lớn. Đồng thời cũng có không ít người nhắc nhở Quang Linh về Việt Nam ăn Tết. Đặc biệt, fan vô cùng nôn nóng đến ngày nay, hội ngộ cùng bạn gái tin đồn là Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên. Kể từ sau khi đăng quang Miss Grand International 2021, Thùy Tiên trở thành cái tên được nhiều người chú ý quan tâm. Bên cạnh danh hiệu quốc tế, nhan sắc xinh đẹp của Thùy Tiên cũng là điều khiến cô thu hút thêm nhiều người hâm mộ. Mới đây, nàng hào lại tiếp tục khiến dân tình u mê với những bức hình trong hậu trường buổi chụp hình. Trong ảnh, Thùy Tiên diện một chiếc váy đen hai dây bó sát, tôn lên đường cong gợi cảm. Người đẹp chín x tạo kiểu tóc xoăn sóng nhỏ, trang điểm và tông hồng đào ngọt ngào, nhưng không kém phần quyến rũ. Dù Thùy Tiên có thể cân mọi layout trang điểm, nhưng khán giả vẫn thích cô make up nhẹ nhàng, nữ tính. Bình luận của khán giả: Tam sinh tướng, càng thành công thì con người hào quang càng sáng lên hơn, lộng lẫy hơn. Xin thật sự thích Tiên trang điểm nhẹ nhàng như vậy. Ôi có body, nhìn vòng nào ra vòng nấy mà ghen tị. Dù đã kết thúc nhiệm kỳ nhưng Thùy Tiên vẫn giữ được phong độ sắc vóc. Tuy nhiên cô lại chẳng ngại tự làm xấu bản thân và mang đến những màn biến hóa vô cùng thú vị. Vừa qua Thùy Tiên đã bước ra khỏi hình ảnh một cô hoa hậu và để hóa thân trong nhiều ngành nghề khác nhau như bán hàng rong, xe ôm. Nhìn Thùy Tiên để mặt mộc và mặc bộ đồ giản dị, khán giả lại càng yêu mến cô nhiều hơn. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.